Thưa quý vị, thưa các bạn, Việt Nam có tiềm năng thủy điện khá lớn, khoảng 35.000 MW với điện lượng khoảng 300 tỷ kWh một năm và rất giàu tiềm năng về năng lượng tái tạo khác như là gió, mặt trời, sinh khối, vân vân. Đây là những tài nguyên quý giá, nguồn năng lượng sạch có khả năng tái tạo cần được khai thác một cách hợp lý. Việt Nam có tiềm năng thủy điện khá lớn với khoảng 35.000 MW với điện lượng khoảng 300.000 tỷ kWh trên năm và có tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo khác như gió, mặt trời, sinh khối. Đây là những tài nguyên quý giá, nguồn năng lượng sạch có khả năng tái tạo cần được khai thác một cách hợp lý. Đối với thủy điện, mục tiêu là đến năm 2020 đạt tổng công suất lắp đặt 21.600 MW, đến năm 2025 đạt 24.600 MW và đến năm 2030 đạt 27.800 MW. Hiện nay, hầu hết các dòng sông, suối đã được nghiên cứu quy hoạch với 824 dự án thủy điện có tổng công suất 24.778 MW, bằng 95,3% tiềm năng khả thi nêu trên. Bộ Công Thương đánh giá, các nhà máy thủy điện hiện có đã góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, điều tiết hợp lý giá điện ở nước ta, tạo ra nhiều công ăn việc làm và thu nhập cho lực lượng lao động trên cả nước, góp phần đáng kể cho ngân sách nhà nước. Có sự phối hợp rất tốt giữa các cơ quan quản lý ở trung ương, như là cụ thể là các bộ, các ngành, tài nguyên môi trường, nông nghiệp, công thương. Và quan trọng nhất là chính quyền địa phương phải vào cuộc. Giữa các chủ đầu tư, cái trách nhiệm xã hội của các chủ đầu tư đối với cộng đồng dân cư địa phương ấy, bị ảnh hưởng ấy, thì cần phải nâng cao hơn nữa cái trách nhiệm của chủ đầu tư, phát triển có từng bước làm sao nó phù hợp và quan trọng nhất là nó vấn đề an toàn cung cấp điện cho cả hệ thống điện cho và cho nhân dân. Bộ Công Thương cũng tăng cường công tác quản lý, giám sát các công trình thủy điện, chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn, đào tạo nhân lực cho các doanh nghiệp, đảm bảo các chủ đầu tư, nhà máy thủy điện chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước về quản lý vận hành các nhà máy thủy điện, quy định về an toàn hồ đập, công tác chống bù rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng, phòng chống bão lụt. Dự án thủy điện vừa và nhỏ là một cái nguồn năng lượng tái tạo hết sức quan trọng và chúng tôi thấy rằng nếu mà chúng ta đảm bảo được cái việc quản lý về rừng, đảm bảo được cái việc phòng chống bão lụt có sự phối hợp tốt thì các dự án thủy điện là rất là có hiệu quả. Đối với phát triển điện gió, mục tiêu đến năm 2020 đạt tổng công suất lắp đặt là 800 MW và đến năm 2030 là 6.000 MW. Cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đối với năng lượng mặt trời, đến năm 2020, công suất lắp đặt khoảng 850 MW và đến năm 2030 là 12.000 MW. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam. Theo đó, cơ chế hỗ trợ về bán giá điện là 9,35 USD trên 1 kWh với thời hạn của hợp đồng là 20 năm, cùng với các cơ chế hỗ trợ ưu đãi khác như việc mua điện, thuế, phí, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Bộ Công Thương có đề xuất thì không chỉ là cái đi nhập khẩu cái tấm pin mặt trời về, mà chúng ta tiến tới là chúng ta phải sản xuất ra những thiết bị sản xuất năng lượng theo kiểu mới. Và hiện nay là những cái tủ điện gió chúng ta đã bắt đầu sản xuất được rồi. Đấy, rồi là những cái nhà máy mà sản xuất sinh khối, tôi nghĩ là chúng ta đang từng bước là phải tiếp cận lên. Bởi vì là phải có như vậy thì cái giá trị gia tăng của chúng ta nó mới cao được. Để phát triển năng lượng, Việt Nam cần sự hợp tác hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là từ các đối tác phát triển có trình độ công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực năng lượng. Thay đổi từ mô hình điện tập trung cho đến mô hình điện phân bố, trong lộ trình đưa Việt Nam trở thành một quốc gia công nghiệp và đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Ngoài ra, cần tập trung nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ, khai thác hợp lý nguồn thủy điện, đồng thời cần có chính sách hợp lý để các nhà sản xuất trong nước quan tâm đến lĩnh vực thiết bị công nghệ thủy điện vừa và nhỏ, khuyến khích các nhà máy sản xuất trong nước hạn chế đến mức tối thiểu về các thiết bị nhập khẩu từ nước ngoài, không những cho lắp đặt hiện nay mà còn cho sửa chữa đại tu sau này.